Bó Đa Huy xin kính chào quý vị Thưa quý vị, Bó Đa Huy đang có mặt ở vườn của chú bộ Chú bộ Vua Tam Tầng Đông Mỹ Thành Trì Hà Nội Đông Mỹ Thanh Trì Hà Nội Và hôm nay thì Bó Sát Đa Huy đến thăm chú Và thăm lại vườn cây của chú Và để xem những cái chuyển biến của những cái tác phẩm trong thời gian qua Bên cạnh đó thì trong thước phim này thì Bó Sát Đa Huy sẽ quay cho quý vị Để quý vị thấy được vườn của Vua Tam Tầng còn nhiều cái đồ quý, nhiều như thế nào quý vị nhé thì Trước mắt quý vị là chú Bộ, chú sẽ chào chú nhé Xin chào phóng viên và xin chào tất cả anh em yêu sinh vật cảnh Việt Nam Chú, cái sức khỏe của chú có tốt không ạ? Chú nói chung là tương đối tốt Dạ vâng, thế à, tuyệt vời Bây giờ 73 tuổi rồi, vâng à. chỉ là tương đối thôi dạ. Đấy, Nhưng mà chú vẫn khỏe mạnh, vẫn đi khắp miền Bắc để vâng. truy tìm đồ cổ Dạ, vâng, vâng. Mà xin giới thiệu với anh em là những anh em nào có tán tầng cổ già mà cần giải quyết thì cứ gọi điện. À cứ... số điện thoại là 0988557357. 57 <laughs> anh em cứ gọi điện chú vẫn mua đây, cây này mới mua đây. đấy. Rất nhiệt huyết quý vị ạ. Đấy, cây này mới mua ở, ở, ở dưới uh, Hải Minh về đấy. À dạ đấy. vâng. Đấy thì mới làm đá xong cho nên là bọc bự này đâm quý vị nhá, không phải là đàn chia sẻ nên là để chú uh, mong cầu bán cây đâu. Mà đây này, cái đời đầu tiên là ai có tan tầng già. Đấy, vẫn mua. là đi lạc với chú. Đấy, mà chú thật sự cứ báo cáo với anh em này. Một năm chú vẫn giao dịch cả mua đi và cả bán, cả mua về và cả bán đi vẫn rất nhiều tiền. Dạ Đấy. vâng. Đấy. Thì cháu thước phim này cháu um, muốn nhờ chú dẫn cháu đi ngắm những cái tác phẩm và những cái phôi gọi là chất nhất vườn ấy, quý nhất Đấy. vườn ấy. Đây chú có nhá. một số những cái Đây này trước mắt Đấy, đã, quý vị là một cái cây uh, đây là một là một cũng là một cái cây uh, chú đi tác chơi phẩm rồi đang mới uh, đi triển lãm của uh, Như Nghệ An về đấy à đấy. đi của Như Nghệ An đấy tên vâng của vậy. tên của tác phẩm là uh, tên là gì đại lão đại lão, đại lão tiên sinh đại lão tiên sinh một uh, cây xanh nam điền dáng lão cây này thì uh, dáng phụ tử thế phụ tử quý vị chân móng khá đẹp quý vị ơi. Đấy cây này là cây xanh Nam biển trước kia nó là cây long đấy. Nhưng mà à, về dạ, chú vâng. cắt đi chú tạo dựng lại thì nó bây giờ nó thành cây cây lão. Vâng ạ. Một người rất thành công từ tán tầng và được mệnh danh là vua tán tầng. đợt vừa rồi chỉ lão mấy là giả được uh, 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 Một tỷ xin ra hàng 50 triệu đấy. À cây này đây, chú? Ờ ừ, cây này. À rất chú rất là thật thôi này, có người giả chú 1 tỷ Đấy. ra hàng xin ra hàng 50 triệu mà hôm ấy là chú cũng uh, chốt giá một tỷ rưỡi ra hàng một trăm à. tỷ tư à. là chú bán Đấy. cái này của chú cao khoảng cháu ước trường cao khoảng mét tư nhỉ mét hai thôi cháu mét hai nhỉ à? ừ. à. tầm mét 2 có dư Đấy. ngồi trong một trọng tư à, núi to một cái xe nô điền này uh, à, có đuôi để tay để quý vị hình dung này to thế này cây thân pháp khá là bệ vệ và chân móng đẹp chậu này rộng mét ba rộng à, một mét dài mét ba này chậu đắp tay và quý vị nhìn thấy như thế này thì quý vị sẽ đều biết là cây già như thế nào đây cũng là một trong những cái tác phẩm mà chú được đi chơi rồi cũng đã đi dự triển lãm rồi đấy mới đi triển lãm quỳnh lưu nghệ an về đấy vâng ạ Đấy, mang đi triển lãm Quỳnh Lưu Nghệ An bốn tác phẩm mới bán được một tác phẩm còn ba à, cây à chúng mang bốn tác phẩm bán một ừ, tác phẩm ở ừ. à đây à thế cái, còn cây cây này cũng là mang Quỳnh đây Lưu Nghệ An này chú thất à, hiền thất hiền chú ơi chú có thể đóng cái cửa này để cháu chia sẻ cho nó dễ Có một tác phẩm nữa chú mới đi uh, Quỳnh Lưu Nghệ An Cây này cái chiều cao là... của tác phẩm này thì cũng cây này uh, gọi là thất long quần sơn Dạ, tên của tác phẩm này là Thất Long quần sơn. À Thất Long quần sơn. Tức là bảy con rồng vâng. đang quần nhau thì ở trên một cái núi. Cây bảy thân. Những cái sản phẩm này thì có phải là từ tán tầng không chú? Tác phẩm này cũng từ tán tầng mà ra đấy. À cũng từ tán tầng này quý vị ạ. Cây này của chú cũng là cây hoàn thiện rồi Cây nhỉ? này xanh quê đấy Xanh quê Ờ, ừ, xanh quê nhưng mà lá hồ lá đẹp nhận. Lá như lá Nam Biển luôn đấy, Chính thức này. nó là xanh quê đấy Lá thì không khác thì Nam Biển cả Đấy Ồ. Có nhiều người người ta đến đây bỏ cây này là xanh Nam Biển Nhưng mà chính thức là nó không phải là Nam Biển à, là Dạng Điền Hạt chú ạ Đấy, Nam Biển có lẽ là như thế Có lẽ là Điền Hạt đấy ừ. Lá nó như lá Nam Biển Cũng hơi bình bình góc Đúng rồi. Mà cây này Lá cũng đặc biệt. Dây. Cây này đặc biệt là dễ đỏ mà búp trắng. Vâng. Đấy, mà Nam Điền là cứ dễ đỏ búp trắng. Vâng. Cây dòng gen dòng gen thì y hệt như Nam Điền. Đây cũng là một cái tác phẩm cao phải đến mét uh, cao... 3 mét 4 đấy quý vị ạ. Rồi cũng đến đấy. Một cây dáng uh, làng quý vị nhé Form dáng làng hai thân chúng ta đến với một cái cây tầm trung của Trung bộ cây hai nó thân là cây mẫu tử đấy. cây này thì cũng tương đối hoàn thiện rồi rồi tương đối hoàn thiện rồi nhưng mùa này nhưng mà đang á, năm năm. đang chưa cắt nên nó hơi rộng cây này thì cao khoảng một uh, xấp xỉ một mét cao 95 mươi cm đúng rồi xấp xỉ một mét thân cốt thì nó ghê gớm đấy cháu thân cốt nó ghê gớm Tôi xem cái tem cây này đấy già ghê gớm luôn Chú bộ rất nhiều cây già quý vị nhé Và trong thước phim này Bó Sa Đa Huy quay cho quý vị Một số cây Trên thực tế nó nói tất cả những cây rôn rốt thì có cho tặng chú không lấy Vâng ạ Chỉ có đi mua xanh mà phải là xanh già Mà già là phải già khô Đấy. Chứ còn già rôn rốt cũng không mua Đó là bánh tẻ không mua bánh tẻ không mua già là phải chất chúng ta đi ngắm tiếp vườn chú bộ của mình nhé những cây chất còn những cái phôi quý lắm quý vị đây là cây tán tầng chúng ta đến với một phôi tán tầng của chú nay đã thành cây ba thân một phôi thứ cấp Đấy. nhìn thích quá quý vị cây, cây này bán thì... đi bắc giang uh, một năm rưỡi rồi nhưng à. người ta gửi ở đây thế à anh nghĩ là cây này chú bán rồi hả bán rồi bán đi bắc giang Vâng. Giữa vâng. bán được có 148 triệu nhưng vừa à. rồi có người giả 270 người ta không bán à, cái này bán hơn 100 triệu đấy. cái này thì nếu cái tầm giá đấy thì thì, thì quá hợp lý của việc không nhưng mà bán hơn một năm rồi vâng ạ đấy. nhưng người ta gửi ở à. đây người bảo người ta bảo nhờ làm xong người ta giả thêm ít tiền làm nữa. à dạ đấy. vâng chúng ta sẽ đi ngắm tiếp vườn chú bộ của vị nha đây cây xanh quê lá nhựa một cây xanh quê lá nhựa tác phẩm này đặt tên là thành cổ Cây này cây to này. lắm quý vị ạ Rồi Đấy. Mua ở trong Huế ra mà Cây này thì uh, Cây này ấy, chiều cao thì uh, Chiều cao 2 mét 2 mét quý vị ạ 2 mét Mua ở trong chậu rộng Trên quê Giả như hoa đá cho quý vị ạ Cây trậu rộng đã mét 8 rồi Giải 2 mét Một cây rất to những cây xanh quê này mà ai có nhu cầu thì chú giao lưu hết hả? Rồi, giao lưu hết. Mà giá thì rất cực kỳ êm. <laughs> cây này vừa rồi có khách <laughs> hỏi, nhà chốt đúng 1 tỷ mốt. Thế à? Có giá hàng, có tiền trợ. Vâng, vâng, vâng. Cây này có rất nhiều những cái tiềm năng làm những cây cỡ đại mà đẹp. Ôi, cây Không này to. mặt bên kia nó còn đẹp hơn mặt bên này nhiều. Dạ. Đây, cháu đi qua mặt bên kia, mặt bên đằng sau đúng như lời chú bộ chia sẻ quý vị nhìn thấy mặt sau mặt sau cho thấy lạc hơn chú nhỉ đấy mặt sau nó mà đây cái mặt mà nó bết ghê gớm luôn quý vị nhìn thấy này độ tuổi của cây này thì nó quá khủng khiếp rồi cây này lúc chú mua ở trong huế người ta đã bỏ ở trong nhà người ta đã trên trăm năm rồi vâng đấy nhưng mà đợt ấy là người ta chia đất chia cát để cho con cái làm nhà buộc lòng người ta phải bán đi vâng. Trước kia nó ngồi trên một hòn non bộ Đấy. Nhưng mà chú chỉ nhấc cây mang về xong chú làm lại viên đá này già lắm đây. quý vị ạ một cây trên quê mua trong huế ra rất già chúng ta đến với cái phôi phải nói là cái phôi vip ở trong vườn Đấy, phôi trực quý vị ơi cái phôi này phải nói là có lẽ là tiềm năng nhất vườn chú bộ nhỉ? rồi vậy. cây nam điền khổng lồ Đấy. vừa rồi giả được tám trăm rưỡi thì cháu à. khách giả tám trăm rưỡi cái này của chú thì trong xuôi cây này thì chắc phải cao hơn 2 mét rồi, nó đúng, là... đúng, phải tầm đấy. Đến đấy. Chú rất cẩn thận để hội còn mang cả thước gì đấy. Để... Bây giờ nó đang là 2 mét Đó. Thế thì xong phải hơn 2 mét. Xong là nó tầm cỡ 2 mét 2 gì đấy. Đúng, đúng, đúng rồi. Quý vị thì hãy chiêm ngưỡng. Cây này gần như có hết rồi quý vị nhé. Đang to này, khổng vào luôn. bông rồi. Đấy. Bắt đầu vào bông rồi. Đấy, mặt siêu cái... to khổng lồ đấy. Mặt bên kia đẹp lắm. Đây gọi là hàng siêu to khổng lồ. quý vị hãy sang bên này để ngắm mặt bên này chúng ta ngắm rõ hơn. Cái này Bò Sa Huy đánh giá rất cao về cái mức độ tiềm năng của cây này. Và cũng được mọi người để đến vườn cũng năm ngoái là quan điểm có Borsadoui. khách đến giả được tám trăm rưỡi. Vâng ạ. Đấy, hôm thì chú bảo cứ tầm cỡ độ tỷ 2 thì chú bán. À. Giả tám trăm rưỡi. Quý vị nhìn thấy những cái tay chốt này, toàn vành Ừ. Ước chừng toàn, uh, toàn, trên 20 phần hết Đấy, toàn phải tầm uh, 70 Ngày xưa cũng ở trong cái tường gạch chú nhỉ Đúng rồi, trước kia này, đấy có ngồi ôm gạch trong người ta đây. Đấy, cũ lúc mua là người ta đã, đấy có vài viên đá chứ người ta vứt lên lòng khẩu Móng, móng cũ này đấy. Đấy. Móng, móng vuốt này Móng cũ già quá này Cây rất tiềm năng quý vị nhé Chúng ta đi ngắm tiếp, còn rất nhiều cây quý nữa. Hôm nay chúng ta sẽ ngắm vườn của vua Tán Tầng. Đấy cây này cũng là cây Tán Tầng đấy. Rất đấy, nhiều tán cây tầng tầng... bây giờ làm thành cây ba thân đấy ạ. Chú đã chế tác ra thành những cái cây nghệ thuật. Rồi. Đấy cây này cũng Tán Tầng đấy. Đây quý vị ơi. Không hổ danh là vua Tán Tầng. Cây này cũng từ Tán Tầng và chú bán nhiều lắm quý vị nha chú bán uh, mấy năm trước chú bán tính hàng uh, mấy trăm cây tán tầng chú nhỉ bán mua được uh, suýt 300 cây thì bán thì bây giờ còn có mấy cây đấy, có bây giờ chỉ còn độ hơn chục cây thôi. À. người rất thành công từ cái tán tầng, tán tầng đã, đã cho chú rất nhiều Đây, cái giá trị kinh tế. cây này kê. cũng tán tầng đấy, chúng ta đã chiêm ngưỡng một cây tán tầng nữa, Đây, một cây trực hoành siêu kinh điển đấy, cây này chú đang xây dựng. Rồi. Nhưng uh, với những cái đường nét, cái thân pháp thế này, với cái tiềm năng thế này. Cây này là vừa rồi đi uh, cũng có khách giả được hơn 500 đấy. Thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng và cảm nhận. Có một cái tay hoành ghê gớm luôn. Cái này là những cái, cái, cái uh, tay cũ này, tận dụng cái tay cũ. Rồi. Làm cái tay hoành. Cuối năm nay thì cắt giật được cái ngọn. Ngọn này nuôi uh, tương đối rồi. Rồi. Cuối năm nay sắp cắt được cắt, giật đó. rồi quý vị ạ. Đó cái này thì xong uh, xong xuôi thì cháu nghĩ là cũng uh, chiều cao cũng lùn thôi so với cây to này chú nhỉ chiều cao có lẽ là xong cây cũng chỉ mét hai thôi à và à. mét hai rất tiềm năng của vị nhỉ nhưng mà thân của cây của chú to. nhiều lắm nhưng mà trong thước phim này bosa Huy muốn um, hôm nay đến thăm chú và chia sẻ cho quý vị ngắm những cái cây những cái phôi Đấy, tác phẩm này cũng mình. là tán tầng đây ạ cái trong này chú Đây Cũng là à. một tác phẩm tán tầng siêu kinh điển Vẫn còn rất nhiều tán tầng này Ghê rồi Cây này cũng bán đi Bắc Giang rồi Nhưng vừa rồi người Bắc Giang lại chuyển nhượng cho đi Thái Nguyên À dạ vâng Đấy Thế Bán à? đi Bắc Giang được gần 2 năm rồi à. à người ta gửi cho đây như Mua bán cho đi Bắc Giang 7 cây Người ta mang về 3 cây Ở đây còn 4 cây Thì vừa rồi bán đi mất Vâng. Đấy, đấy cây này vừa rồi lại bán đi Thái Nguyên rồi À dạ vâng ạ để tới đây là chuyển đi Thái Nguyên Và Chúng ta đi ngắm tiếp Một số cây đã Trong này thì nhiều lắm Nhiều cây quý lắm Nhưng mà Tiếp phim này Bò Sa Đông Huy sẽ Quay với cái dung lượng Thời gian vừa phải Để quý vị yêu cây Được chiêm ngưỡng Đây tác phẩm này là tác phẩm Si uh, Chúng ta đi ngắm tiếp quý vị nhé Chúng ta đến với uh, Một cây sen quê Cây sân quê này uh... Cái sân lá đẹp à? Lá này cứ dạng như lá nhựa chú nhỉ? lá nhựa Sân quê lá nhựa Cây nhiều thân Cây kèo cột Cây này gọi là Kiểu Long Trên Châu à, Kiểu Tên của tác châu. phẩm là Kiểu Long Trên Châu vâng 9 à. thân Cây cũng phải cao tầm 1 uh, mét 3 quý vị nhé à, 3 đấy à, Chú đặt thước đo luôn Mét 4 à, Mét 4 quý vị ạ đấy. Và chúng ta đến với một cái cây chú đang xây dựng Cây xanh Nam Điền Cây này, Nam Điền Cũng là cây tán tầng đấy Đây vòng 1 đây Vâng Các vâng đi bây giờ làm thành cây trực Mẫu tử trực hoành Đây thân hoành đây Những cây uh, rất nhiều từ tán tầng Rất nhiều cây tán tầng Chế tác ra đây, Cây này thì là chúng ta một, ta đến một phôi khủng nữa. cây trực cổ trực Cây Lên trực, 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 trực cổ dùng. nhưng về cắt đi làm lại À. núi lại. quý vị ơi đồ uh, những cái cây uh, quý cây tiềm năng ở vườn vua tám tầng còn cây nhiều lắm cây cao là một mét đấy, ngồi trong một chậu rộng mét hai dài mét 6 đấy. cây này của chú cũng tiềm năng này. rồi rồi. cây này tương đối cây này... Uh, chắc hoàn thiện được cháu nghĩ là khoảng 80% phần trăm này. rồi rồi. cây này là mua của một gia đình người ta bỏ lời là... trong khi bán cây uh cây 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 ấy cho ông cường họa sĩ Đấy, cây cùng với cây bây giờ nó là cây dấu ấn thời gian Đấy, à. bán để, trong đó có bốn cây thì trong đó có cây này và cây cây bán cho ông cường họa sĩ Ui cây dấu ấn thời gian Đấy. nó già siêu kinh điển nhưng mà cây này người ta có một cái yếu điểm mà người ta bảo đặt xuống đất mất tầm cỡ khoảng 7 năm rồi à, da bây giờ đây ra nó dày bịch nó dạ. già lắm ra dạ cái này thì rất, là, rất là tài dạ. hoành nó ghê gớm luôn dạ. cây này cây gần được chơi rồi quý vị ạ và đây cây này chú vừa rồi chú đi triển lãm phải không đây, chú đây cũng triển lãm trong khu Lưu nghệ an ra đây một cây xanh nam điền dáng trực nữa trực mẫu tử cây này thì của chú ấy, cao cũng toàn độ mét 3 thôi quý vị ạ khoảng đó hết cũng đúng tầm chơi thôi mét hai và kính thưa quý vị bà xã huy hôm nay đến vừa thăm lại vườn của chú bộ vua tán tầng và chia sẻ cho quý vị ngắm những cái tác phẩm của chú và những cái phôi chất của chú thế và trong cái thước phim sau bà xã huy sẽ đi cùng chú bộ quay tổng thể vườn của chú bộ để chia sẻ cho quý vị ngắm cái vườn cây bao la rộng lớn của chú đây cũng là tác phẩm trực hoành thì đến đây chú ơi cháu xin phép được chào chú nhé rồi ok xin chào tất cả anh em chúc anh em mạnh khỏe và yêu cây hơn nữa vâng à. tất cả chúc phóng viên và tất cả anh em yêu cây cảnh nhiều sức khỏe gia đình hạnh phúc và tiếp tục mua nhiều cây nữa vâng ạ à. cảm ơn chú rất nhiều mời khuyên anh em là cứ xanh thật già thì mua và <laughs> xin được trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo rồi ok cảm ơn dạ. quý vị rất nhiều